Rồi hiện tiên xin chào ông bà cô chú ha. Bây giờ là clip buổi chiều ở mộ cô chú Vũ Linh à. Bây giờ là làm gì, công việc nào tiếp ta à. Rồi cô chú ơi, đây là 16 ếch. Ôi À, 16 anh tính nói là 16 ếch Bình Dương chào bà con cô bác, anh đang ếch xem trên kênh cũng 15 ếch Bình Dương. à. Rồi đúng rồi, đó còn bữa đó đứng em có nữa. nói mà. Nó nhầm mà. À, sáng nay thì tôi nói là nhức cái đầu quá trời nhức luôn. Bây giờ mình là lau mộ trước đi, lau mộ trước đi cô chú anh chị ơi, để tâm sự cô chú anh chị ha, sau đó mình sẽ lau đèn ha. Thì bữa nay là mới có 3:05 30 à, thì ít kêu thôi dậy sớm để chuẩn bị đồ để mà tới đây là sinh nhật cô chú, cần phải có một số đồ cần thiết cô chú anh chị, để sinh nhật hoành tráng cho chú ha. Là anh mua đèn trái châu, anh mua gì, mua đèn trái châu treo đây. Ủa chứ bữa hổm cái hai cái đèn đó mình để đeo đây lại được không? Ừ, mua thêm anh đeo đâu? Còn đèn đèn tá quân của Dèo Ngập cho đâu được đâu, cái đó đâu đèn tá quân mà. Đèn tá quân hả? Đeo Thu. Ờ. Nhưng mà mỗi cái đèn có cái ý nghĩa khác nhau ha. Anh có nói thời gian tổ chức sinh nhật chừng nào chưa? À. À, còn ngày còn thứ bảy là ai nè, ngày thứ bảy là sẽ ai là người tổ chức sao à? thứ bảy sao thứ bảy là sẽ cúng hai cái mâm rất là lớn luôn. Ừ, hai mâm lớn à, đặt ở Hòa Viên, hiện tại là đang viết đơn của chú anh chị. Ừ. À, của chị Linh sẽ tổ chức sinh nhật cho chú Vũ Linh. Ồ, chị Linh sẽ tổ chức sinh nhật cho chú Vũ Linh. Rồi, chị Linh tổ chức sinh nhật cho chú Vũ Linh. Cho nên bây giờ là dọn dẹp mộ cho Dọn thì dẹp. sắp sửa một số cái đặc biệt. Ừ. Sắm sửa một số đồ ha. Và thứ bảy và chủ nhật, thứ bảy là chị Linh tổ chức và chủ nhật thì chị Hồng Loan sẽ tổ chức cùng với gia đình tại mộ của chú anh chị, là gồm có là có Rồi vậy em ở như là đó anh bên đây hai Vũ nha. Lân nè, chị Ni nè, rồi Ok không? chị ba Bình Tinh, Em đâu bên đây hình như chưa? là nghe có anh Linh Tý với chị Bích Trâm nữa nha. Thảo ơi, Cái gì mà có anh Linh Tý chị Bích Trâm? thì ngày đó là có anh Linh Tý chị Bích Trâm nữa, bữa Em nghĩ em thấy là là hai anh chị có lên buổi trưa nữa đó, nghe em nói nghĩ là team vì yêu thương mà đến hôm đó. đó sẽ đến đây đó. Em nghĩ là chắc là có má Tư Quốc Hành. Đặc biệt là có hiện tiên hai chồng 16 ếch. Ai nghe tiếng lá quen quen giống tiếng anh Ồ, đây yêu tiếng của ai ca như chó gặp tiếng gà đó vậy mà không cười đó. được Liếm sáng thì cũng đã bức xúc rồi, liếm chiều cái chồng tôi ca cái nghe như tiếng như chó gặm xương gà bởi vậy thấy chưa bởi vậy xương mới có chuyện sao xảy nè. ra Tự nhiên người ta mình là cái gì, mình làm chung một team nhau mà nghĩ sao kêu tim của chó gặm xương gà, coi chịu nổi không? dạ không chó không gặm xương gà nữa thì thôi gặm xương khác láng gặm xương gà nhà ta không là em gặm anh luôn á. Chiều nay lão vàng tới ông chuyện với Thiện Tiên luôn. biết vợ ra dám gặp anh rể luôn Từ là coi gì anh rể đi nữa, tự xưng anh rể luôn đó, tiêu chuẩn em á, anh rể của ai em là rất là chèo của khó tôi đó nha. Hả? cầu chèo của tôi đó Vậy hả? Mà tiêu chuẩn anh rể của em rất là khó.
nói nghe con điều chỉnh coi nè. Em không có đơn giản đâu. Em là anh rể là phải quan tâm em nhiều, đặc biệt là phải có những cái quà, những cái sự kiện. Ủa thiệt mà, hồi xưa anh gửi em là cái gì mà có sự kiện là đều có quà, ví dụ như cho chị em quà là vẫn cho em một phần quà. Giờ không biết chuyện tiền nha, có cái gì chắc quá. Mà quà nó đơn giản lắm, con gấu bông hay gì chứ anh đâu có cho nhiều đâu. Nhưng mà ảnh được cái ảnh thương lắm. Ảnh cho người yêu là ảnh cho luôn em của người yêu luôn. Có không? Anh thương em mà anh nói cột kèo của anh là gì? À, cho hét người như chó gặm xương gà. Có chịu nổi không? Mà anh la hương. Hai người thấy công chuyện luôn nè. Sao chó sao dễ hết cơ, sao chó đó chó đặc biệt. Dạ, là chó được cưng chiều. Không? Dạ. Rồi bây giờ ta giờ con chó nó ngủ giường niệm. Đó, ăn dơ vậy ta mới dục nè. Nào. Ừ, nổ rồi đó. Bỏ qua cái vụ ăn dơ đi. Thôi. Nữa đầu sáng chưa thấy đâu, sáng thì kiếm chuyện với chị Nhi. Vậy à? Giờ chèo kiếm chuyện 15 mét ca ca cái nó nghe giống như chó gặm xương gà. Có chịu nổi. Mai mình lên bên tỷ ông. Mai mình lên chưa? Mấy anh em có nghe chừng nào anh Minh lên không? Bên nó lên mà chắc mai nó vô. Bữa nay lên chưa? Không biết nhưng mà bên nó lên. Chắc mai vô quay. Xuống mày vô vậy. Thứ bảy này mình sẽ tổ chức sinh nhật cho chú nha, của chị Linh nha. Anh em tới bữa có mặt nha. Thứ bảy. Thứ bảy đây hả? Tại vì chủ nhật là chị Hồng Loan tổ chức cho chú rồi. Thứ bảy mình mặc áo xanh đi. Áo xanh mình mang giày xanh đi. Cái đôi giày sao vậy nè, không ai mang ta? Thì mình mang hai đôi dép nữa chắc. Mình mang chút xíu á. Mang được, mang giày. Mang được, mang thứ bảy mà đồ xanh đi. Kết thúc phải không? Cái chủ nhật mình mặc áo tím. Kết thúc áo xanh nặng cho biết. Tự làm thông báo á, tự mặc tím giọng cho ai đâu thấy mà không biết nữa. Ông hết bảo tím rồi đó. À, đưa cho nhậu em đi cho nhậu. Đừng bận nó nào. Tôi chân lộn qua đi. Bảo tím chứ đúng rồi. Ngày thường mặc cái gì mặc đúng rồi, ngày thường đi. Chơi cho mượn cho nhậu ơi. À bữa sau là mình phải thống nhất mấy là mặc đồ nào nha cho đúng. Đó. Chủ nhật là mình mặc áo tím nào giờ rồi. Áo tím nha. Đó rồi, chủ nhật ai mà mặc áo chủ nhật này đặc biệt là phải áo tím nha. Chủ nhật nào mà ai mà mặc áo tím cho ra gốc cây rồi á. Mình thông báo trước hết rồi đó. Làm là chủ nhật. Kêu bảo vệ phải không? Kêu bảo vệ. Thống nhất là chủ nhật mặc áo tím đó. Ai mà quên. Tại vì áo tím đó ba cái lần nha. Đúng rồi. Áo tím không có hiếu áo gì thiếu với áo tím. Đáng lẽ bận 3 ngày cũng còn áo tím đó nha. Sao nó có áo là tự kiện đó, tại có 3 cái lần đó. Ừ. Rồi thứ năm áo đỏ đi. Cái đó mình chưa thống nhất chứ mà mình thống nhất áo tím nghe mặc gì mai đó. Đây. Còn ngày thường thì cứ cho người ta thoải mái. Áo dùng được nhưng mà mặc đồng phục nha. Áo dùng được hết tùy theo màu. Vậy ha. Con lợi đây ha, cái nhìn hot nữa đi. Ai làm? Ớt cho em mượn cái bình dầu. Tiếng của ai ca như hát nào đâu cài. Thôi đi. Hồi nãy là chó gặm xương gà đó. Tao giờ nhờ Thiện Thiên giúp đỡ con vé nè. Giúp cái gì nữa? Về nấu cái gì ấy. Đó ông phải chủ động chứ sao. Chủ động tối qua là anh thấy chết rồi. Mình nghe thấy gì bỏ rồi chứ cho đồ nó đi căng rồi. Đâu có nói hết được. Chủ động rồi. Thấy anh đăng trên Zalo là thấy hiểu rồi đó. Chủ động nhưng mà cũng phải có tác động nữa. Chị anh đăng Zalo là thôi bỏ đi là hiểu rồi đó. Bỏ hết tất cả đi. Là có nghĩa là ủa này chưa chăm mà. Chưa hả? Chưa. Cái này mới gửi lấy ra, chưa lấy ra nữa. Cái này lâu chưa? Rồi, này chưa. Chưa. Trời ơi,
sợ. Đúng rồi, mít thì thích hợp Bluetooth là ngon ha. Ai kính chào mấy cái tai nghe. Lâu rồi. Ừ, còn mình Thanh Liễu này không? Thanh Liễu này hả? Thanh Liễu này nhìn tướng cũng tàn à. Ê là Thanh Liễu này. Được không? Được ha. Thanh Liễu vàng. Để lại mà. Ơi, cháu ơi, cháu ơi. Chú đi vô chú à. Nó chạy vô luôn. Chạy một hơi luôn. Vô tình anh lại chạy xe vô cái đây. Dặn ra dặn chú gà chứ sao vô được. Dặn chú vô. Rồi chú về luôn. Sao về vậy? Rồi xong về luôn rồi. Rồi sao kỳ vậy? Chú không dặn đâu, chắc chú ngại mới quay á. Rồi giờ mình đốt ngang cho chú đi. Rồi. Trời ơi, sáng nghe hai người cãi lộn mà em dứt đầu em nở mà bưng 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 cái đầu luôn á. Em uống mấy liều thuốc liên tục luôn á. Gì vậy? Đến nỗi mà cúng chết còn quên đem vào cơ sở. Bông này nó ăn, bông kia không ăn phải không? Đúng rồi. Bông kia có ăn rồi. Không, bông đó nó ăn nó bó tay nó luôn. Nổi không? Vô đây Hảo, Pháp Hương này Hảo. Cậu nhận 6 cái chậu rồi thì nó nổi ghê ha anh Niêu. Cái chậu nào? Đúng rồi, nó nổi, nó bự mà. Quá đẹp. Chứ mình quay qua, mình quay lại, mình thấy nó nổi. Sao cái nhang nản cong dữ ta? Anh coi chừng rớt tàn vô nha. Thảo ơi, con tên Thảo đúng không? Con Khắp Hương không Thảo ơi? Mấy cô chú chết là mấy cô chú đã dành bữa mùng 10 về luôn á. Hôm nay mùng 4, mùng 6 ngày này chứ nhiêu. Còn mấy ngày nữa à? Còn đi nhặt của cộng 5. Có mấy cô chú về đông á. Không biết năm nay sinh nhật thấy cậu cái chị Hồng Lập chỉ có làm nếu ta. Nó im luôn rồi. Bữa nay ngày mấy ta? 22, 23 chị có đăng ký với cậu nữa không ta? 22 đúng không? Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2023. À, năm rồi quý mạng. Và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đọc giỏi khen hoa mất ngày 5 tháng 3 năm 2023. Hôm nay con tháng 3
thân nó bự hơn cái này ta. Đó, cô chú anh chị buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh ha. Với anh em thì mọi người một việc thì hôm nay cô chú anh chị cũng thông cảm ha, sau cái lùm xùm ở mộ của chú Vũ Linh. Ngày mai là một cái ngày phải nói là rất quan trọng với chị Hồng Loan ha. Thì ngày mai là sẽ là ngày thẩm định cuối cùng ở nhà số 5 Đồng Nghị Điểm. Rồi tới đây thì cái video của Hiện Tiên cuối ngày xin khép lại ha. Bởi vì vợ chồng Hiện Tiên là cũng sẽ đi về để mà chuẩn bị cái vật dụng để mà sinh nhật sắp tới của chú Vũ Linh vào ngày thứ bảy, do chị Linh đặc biệt tổ chức ở mộ của chú Vũ Linh. Chị Linh ở Úc, cô chú anh chị. Bây giờ tôi xin kết thúc ha.